Trong tự nhiên nguyên tố Cooper có hai đồng vị với phần trăm số nguyên tử tương ứng là, rồi chúng ta có 63 Cu là bằng 69,15%, còn 65 Cu là 30,85%. Rồi hãy tính nguyên tử khối trung bình của Cooper. Ok ha, đây mình có đây là cái mình tính xác định cái nguyên tử khối trung bình thôi. Thì công thức chúng ta được học rồi, trong tài liệu của tôi có mô tả ha, đó là khi chúng ta ghi ra vì mình có đây là tính m trung bình của Cu đúng không? Thì lúc này sẽ bằng gì? Đó là bằng cái số khối tương ứng. Số khối tương ứng là 63 này, được chưa? Nhân với 69,15% cộng cho 65 nhân với cái phần trăm tương ứng của chính nó là 30,85%. Được chưa? À cái phần trăm này chúng ta không cần phải ghi nha. Rồi cho đó này chia ra là 100%, 100% chính là chúng ta hiểu là gì? 69,15 cộng cho 30,85 đấy, con số này chính là 100% đấy. Mà thường chúng ta hay ghi là 100% mà nhiều bạn cũng không hiểu là 100% là cái gì. Rồi thì mình cứ ghi 100% cũng được ha. Còn này tôi ghi từ từ ra đấy. Rồi ok, cứ thế mà bấm thôi. Tới đây là easy rồi. 63 nhân gì đó rồi cứ thế mà nhập máy tính, mở máy tính ra, nhập vô. Rồi chúng ta mở máy tính ra ha, bắt đầu chúng ta nhập vô là gì? 63 nhân với 69,15 cộng cho 65 nhân 30,85. Rồi dưới này như tôi đã nói rồi, 69,15 cộng cho 30,85 đấy. Nhưng mà mình cứ nhập là 100%. Được chưa? Chắc cú rồi, không thể khác được. Rồi chúng ta được đáp án cuối cùng là 63,617. Vì đáp án của này là 63,617 nha. 63,617. Rồi ok, 63,617, 63,617. Và 63,617, 63,617 này chính là nguyên tử khối trung bình của Cu. À mà thường chúng ta hay nhận giá trị làm tròn đó là chính là Cu bằng 64 cũng là nó luôn. Rồi ok ha, vậy thôi.